chào mừng cả nhà YouTube nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Máy Hàng Cô Bé của em Hường ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên em cũng xin chúc cả nhà có một buổi tối nha, xem video thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Thì hôm nay thì có rất là nhiều anh bình luận cho em bảo là em hãy lên một cái phiên bản gọi là vừa rẻ nha cả nhà, vừa khỏe và vừa bền cho, tại vì anh chỉ có nhu cầu xài gia đình thôi. Thì hôm nay em sẽ lên phiên bản máy hàng mít Yadu của Thái Lan. Phiên bản này với mức giá nha cả nhà chỉ có hơn 1 triệu thôi, giảm tới 500.000 so với giá cũ, mà mẫu này đang sale cực kỳ là rẻ, cả nhà mình nhanh tay nha. Rồi, bây giờ cả nhà mình cùng em khui hộp máy nè, xem bên trong có những gì ha. Đây nha cả nhà, đây là thương hiệu Yadu nha cả nhà ha, đạt tiêu chuẩn chất lượng cực kỳ là cao nha cả nhà. Và bây giờ em sẽ khui máy nha cả nhà nha. Đây ha cả nhà, xem bên trong có những cái gì ha. Rồi, quá là ok luôn nha. Đầu tiên là một cái mo hàng một cái búa trà sỉ tay cầm trong cái mo hàng cầm tay nha cả nhà. Rồi, tiếp theo là một cái mo hàng cầm tay cho cả nhà mình luôn ha. Rồi, kèm cho cả nhà mình một sợi dây súng mít dài là 2,5 m. Cái sợi dây mít này là rất là ok nha cả nhà. Đây, em quay cho cái sợi dây súng mít này rất là xịn sò luôn. Được cái máy này hãng đầu tư rất là lớn trong cái phần dây xuống mít nha cả nhà, tay cầm dài ha, rất là chắc chắn luôn nha cả nhà. Và cái đầu này nó cũng rất là ok cho cả nhà mình xài, siêu bền nha cả nhà nha. Rồi ok ha, kèm cho cả nhà mình một sợi dây kìm hàng kẹp mát khi mà cả nhà mình xài ở chức năng hàng que nha cả nhà, hàng mít được, hàng que được ha. Rồi tiếp theo là máy nha cả nhà nha. Đây ha, bên trong này nó sẽ kèm cho cả nhà mình một cái miếng kính ở trong cái mò hàng và sách hướng dẫn luôn ha. Đây đây cả nha. Wow, cả nhà mình cùng em xem cái máy này ok không ha. Wow, cả nhà mình thấy chưa? Rất là đẹp nha cả nhà và rất là tuyệt vời. Mẫu này riêng máy không nặng khoảng nói chung dòng này cũng là dòng mini, riêng máy không nặng khoảng 3,5 kg nha cả nhà. Và nhìn cả nhà mình xem nè. Ở dưới đít máy cả nhà, ở dưới nhà nhà mình nhìn lên có thể thấy một cái cục đồng nguyên chất 100% nha cả nhà nha. Rất là ok luôn ha. Rồi, cái máy này chiều dài thì hình như chắc nó được chiều dài là 30 nha cả nhà, chiều cao là 15, chiều rộng là 16 nha cả nhà nha. Nói chung thiết kế cũng gọn nhưng mà bao cho cả nhà mình xài công trình luôn nè. Hàng tôn mỏng là không lũng nha cả nhà, không cần một chút xíu tay nghề gì luôn. Rồi, đây là phụ kiện kèm theo của hãng và riêng em sẽ tặng cho cả nhà mình một cuộn dây, một ly kéo ngọt, kèm cho cả nhà mình dây một ly luôn, một cái kính điện tử của Nhật, ba cái bếp, một cái chụp inox Serco nha cả nhà. Rồi bây giờ cả nhà mình cùng em sẽ hướng dẫn sử dụng máy này và em sẽ test thử cho cả nhà mình xem ha. Đây máy nha cả nhà. Đây, cái máy này thì đạt tiêu chuẩn cực kỳ cao, dòng này là dòng tiết kiệm điện cho cả nhà mình xài luôn nha, xài cả được điện yếu nha cả nhà. Mít 300, công suất là 300A luôn ha. Rồi đây là mặt trước của máy nha cả nhà. Đồng hồ là đồng hồ chìm luôn nha cả nhà nha. Ba chế độ hàng nè, hàng mít nè, bấm nhờ hàng que nè và hàng light tích là hàng inox. Và cái nút này sẽ tăng giảm tùy theo sắc dày và mỏng nha cả nhà. Hàng mít không cần xài khí ha. Bây giờ cả nhà mình cùng em sẽ hướng dẫn lắp cuộn hàng nè. Đầu tiên cả nhà mình sẽ mở cái nắp này lên giúp em nè. Gạt cái con màu đen này xuống, nhấc cái miếng đen kế bên lên, tháo giùm em những cái ốp này ra nha. Rồi, cái cuộn dây nè cả nhà, khi tháo ra thì cả nhà ghi chú là cái ngón tay này vịn cuộn hàng cho nó khỏi bung nha. Cắt bỏ giùm em cái đầu dây cong nha cả nhà. Tiếp theo, cố định dây vào trục. Và cả nhà mình sẽ luồn dây từ khe bên ngoài. Cả nhà mình luồn qua cái rãnh nè, cho vô khe bên trong. Sau đó đẩy dây ra ngoài tầm 6-7 phân nha cả nhà. Tiếp theo gạt cần này xuống, nhấc cái bộ khóa này lên giúp em nè. Rồi sau đó mình sẽ lắp là ốp nè nha cả nhà. Là xa ha, lông đền nè. Cuối cùng là cái khớp nối và cả nhà mình siết lại giúp em nha. Đó, rất là đơn giản, siết vừa thôi nha cả nhà nha. Rồi, bây giờ cả nhà mình sẽ chuẩn bị cho em sợi dây mít nha cả nhà. Sợi dây mít ha. Sợi dây mít này nó sẽ có cái lỗ nè. Cả nhà mình luồn sợi dây thừa vào cái lỗ này cho em nha. Cho vô khớp, cả nhà mình siết theo chiều kim đồng hồ cho nó cứng ha. Cọc nhỏ kế bên gắn vào cái cọc kế bên giúp em. Nó có cái rãnh, cả nhà mình ghi chú cái rãnh giùm em nha. Rồi tiếp theo cả nhà mình chuẩn bị cho em sợi dây kẹp mát nha cả nhà. Cái kẹp mát thì cả nhà mình sẽ kẹp vô vật liệu hàng, còn cái cọc này sẽ gắn vào cái cọc cộng bên dưới giúp em nha cả nhà nha. Rồi cọc cộng bên dưới nha cả nhà. Rồi sau đó cả nhà mình sẽ cắm điện vô nè.
mình sẽ bật máy lên, công tắc nằm phía sau nha cả nhà. Rồi, em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình điều chỉnh nè. Đầu tiên là chế độ hàng mic. Cả nhà mình bấm vô mũi tên, chuyển sang đèn chính giữa là hàng que, và cuối cùng là hàng light up. Bây giờ em hàng mic thì chuyển sang đèn đầu tiên. Cái nút này cả nhà mình sẽ tăng hết cỡ lên để cho dây chạy ra nhanh. Còn cái nút này nó có tác dụng là cả nhà mình giảm ngược chiều kim đồng hồ là mình hàng mỏng, tăng cung chiều kim đồng hồ là mình hàng sắc dày nha cả nhà nha. Rồi, sau đó cả nhà mình sẽ kéo thẳng cái sợi dây mic ra. Ghi chú là hàng mic á, cả nhà mình đừng để bị xoắn dây nha cả nhà. Dây đừng có để xoắn quá ha. Mình kéo thẳng ra bóp giữ cái còn. Thì khi đó cuộn hàng này sẽ lăn chạy ra ngoài, khi nào dây nó sẽ chạy ra tới ngoài đầu bếp. Thì cả nhà mình sẽ cùng em hàng thử nha, rất là đơn giản nha cả nhà. Rồi. Rồi, sau khi dây lú ra ngoài, bây giờ cả nhà mình cùng em trải nghiệm những cái chức năng hàng nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cùng em hàng thử nha. Đầu tiên là em sẽ hàng trên sắt dày trước nha cả nhà. Đây ha. Rồi. Khi mà bóp cò dây nó chạy ra ngoài á, cả nhà mình sẽ chạm vô cái chụp khí này, chạm vô cây sắt xong nghiêng một góc 45 độ. Sau đó mình sẽ bóp giữ cái cò nha cả nhà. Mình hàng trên sắt dày tới 6 ly mà cả nhà mình xem cái mối hàng nó đã chưa. Đây em thường gõ nhẹ nha. Đó, wow, cả nhà mình thấy mối hàng nó rất đã chưa. Nói chung là nó rất là sáng nha cả nhà nha. Đó, chị thấy không? Cái mối hàng nè, quá đã, quá tuyệt vời nha cả nhà. Đây ha. Đây, cả nhà mình xem mối hàng nè. Quá sáng chưa cả nhà nha. Cái độ ngấu của nó cực kỳ là cao. Cái mối hàng nó rất là ok nha cả nhà. Rồi, hàng trên sắt dày thì đơn giản. Cùng em hàng thử trên sắt hộp mỏng như thế này nha cả nhà. Xem giảm ampe xuống nhỏ nhất, cả nhà mình xài chỉ có 1/10 công suất của máy nha cả nhà. Giảm nhỏ nhất hoặc là cả nhà mình có thể tăng lên 20 hoặc 25 giữa tùy cả nhà ha. Nói chung chỉ sử dụng chưa tới 1/10 của công suất của máy, em sẽ hàng thử hai miếng sắt hộp này xem có dễ hàng hay không nha cả nhà nha. Đó, nói chung là hàng mít thì không cần tay nghề, cả nhà mình có thể hàng mỏng được ha. Bây giờ em sẽ hàng thử nha. Hàng mít là không lủng, không cần tay nghề nha cả nhà. Rồi, bây giờ hàng trên sắt hộp thì quá đơn giản rồi. Bây giờ cả nhà mình cùng thử xuất hàng trên tôn mỏng xem thế nào nha. Một chiếc tôn này nó tầm khoảng 3 gm thôi nha cả nhà. Đây ha, cả nhà mình xem này, em sẽ hàng bề mặt trước nè. Rồi,
Đó, cả nhà mình nghe tiếng không? Rất là êm nha cả nhà. Và hàng trên một cái tấm tôn mỏng như thế này là không lủng một chút xíu gì luôn á cả nhà. Đó, cả nhà mình thấy chưa? Rất là dễ xài nha. Chỉ có bóp cò là hàng, chấm là hàng thôi nha cả nhà, đơn giản nha. Hàng trên bề mặt thì khá đơn giản, cùng em thử xuất hàng tôn mỏng đối đầu nha cả nhà. Đối đầu trên tôn mỏng chỉ có 3 viên nha cả nhà nha. Đây, em sẽ hàng đối đầu luôn ha. Rồi, ok. Để em lấy cái miếng này em kê cho nó dễ xài. Rồi, mình hàng trên tôn mỏng có 3 viên thôi nha cả nhà, cùng em thử xuất nha. Một thử thách rất là khó, không phải máy nào cả nhà mình hàng cũng được đâu. Chỉ có những cái máy nó ok lắm, cả nhà mới xài mới dễ thôi ha. Em sẽ chấm luôn nè, đối đầu nha cả nhà, hàng đối đầu rất là khó nha cả nhà nha. Đây ha. Rồi chấm một phát ăn ngay luôn nha cả nhà. Rồi em sẽ hàng nha cả nhà nha. Một thử thách khó hơn là cả nhà mình sẽ cùng em hàng đối đầu trên hai miếng tôn, chỉ có 3 viên thôi nha cả nhà. Hàng trên bề mặt thì rất là đơn giản rồi, bây giờ cả nhà mình cùng em hàng đối đầu xem có ok hay không nha. Giảm màn bè nhỏ nhất giùm em nha cả nhà. Bây giờ em sẽ hàng thử nha. Cả nhà mình đừng quên đăng ký kênh nè, comment cho em xin một lượt like, đăng ký và chia sẻ cho em có động lực nha cả nhà. Chứ hàng đối đầu tôn 3 viên thì thật sự một thử thách cực kỳ là khó nha cả nhà nha. Một thử thách quá khó luôn nha cả nhà, tại vì em không phải là thợ hàng. Còn nếu mà mấy anh là thợ hàng thì chuyện này quá đơn giản rồi ha. Rồi, một thử thách cực kỳ khó luôn, nhưng mà em đã hoàn thành thực sự rất là xuất sắc nha cả nhà. Tại vì cái phiên bản này thực sự nó rất là dễ hàng. Cả nhà mình xem nè, hàng đối đầu trên hai miếng tôn là không phải là đơn giản, là một cái thử thách cực kỳ khó nha cả nhà. Cả nhà mình xem mối hàng nè. Đó, cả nhà mình xem không lủng một chút xíu gì luôn nha cả nhà nha. Nó không có lủng một tí xíu gì hết trơn á. Bây giờ em chà nhẹ cái mối hàng này ra ha. Đó, cả nhà mình xem nè, nó không có lủng một chút xíu gì luôn. Quá là tuyệt vời nha cả nhà. Đây, cả nhà mình xem nè. Wow, cả nhà mình xem cái đường hàng nè. Quá tuyệt vời nha cả nhà. Đây, cả nhà mình xem cho cái mối hàng nè. Không lủng một chút xíu gì luôn nha cả nhà nha. Thật sự rất là tuyệt vời, đơn giản và dễ sử dụng. Hàng đối đầu tôn 3 gem mà cho ra một kết quả như thế này. Thật sự cái phiên bản này cả nhà mình nghe tiếng hàng là cũng cảm nhận được rồi ha. Cái tiếng của cái máy nó rất là êm. Mà thật sự phiên bản này giá bên hãng đang giảm cực kỳ rẻ nha cả nhà. Nói chung là rẻ, cực kỳ rẻ. Và bây giờ em xin báo giá luôn nha cả nhà nha. Bộ này thì giá lúc trước là 2.3 triệu, hiện tại em giảm 500.000, chỉ còn có 1.800.000 thôi. Em Hường bảo hành chính hãng cho cả nhà mình là 2 năm.
em bao ship và bao test máy cho cả nhà mình, giao hàng toàn quốc là miễn phí ship nha cả nhà. Nói chung á là kênh của em á thì em giao máy tới nơi, cả nhà mình cứ khui máy ra, mình kiểm tra, mình test kỹ, thoải mái, ok thì cả nhà mình mới trả tiền. Và đặc biệt là không cần cọc gì hết nha cả nhà nha. Nói chung mua máy thì cả nhà mình bắt buộc phải được kiểm tra máy nha cả nhà. Phụ kiện em kèm giống như trong video. Và em 1.8 triệu và em miễn phí ship toàn quốc nha cả nhà. Rồi, cả nhà mình quan tâm mẫu này thì có thể liên hệ cho em những cái số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn kỹ hơn nha cả nhà nha. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cách chuyển sang hàng que nha cả nhà. Đây, muốn chuyển sang hàng que đơn giản lắm, cả nhà mình chỉ bấm cái mũi tên này chuyển sang cái đèn chính giữa, tăng ampe lên hết cỡ giùm em, cắm cái sợi dây kìm hàng que vô đây là mình hàng thôi, rất là đơn giản và dễ sử dụng nha. Rồi, nếu mà quan tâm mẫu này có thể liên hệ cho em những cái số điện thoại trên màn hình. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của em nha. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp lại cả nhà trong video sau nha.